Không biết là trời sáng chưa ta. Để xem coi. Hình như là trời sáng rồi thì phải. Trời ơi mệt quá. Mình phải đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn sáng mới được. Ủa? Ủa? Cái gì đây? Ủa? Cái đồng hồ biến thành Ben 10 của mình đâu rồi? Tại sao bây giờ nó lại còn một cái con dao trong đây vậy? Ủa? À quên quên quên. Mỗi lần mà mình ngủ mình sẽ biến thành một nhân vật khác. Mình đang ở trong cái world của trường học ma quái thì phải. Quên quên quên. Ok. Và Ủa Ủa đây là skin của nhân vật nào trong anime vậy ta? Ủa nhân vật này là ai vậy ta? Ủa mình nhìn lạ quá. Hình như là mình chưa có coi chuyện của ông này bao giờ cả. Nhìn giống Naruto quá. Nhìn nhìn cái tóc giống Naruto quá. Nhưng mà đây là ai vậy ta? Không biết nữa ta. Có bạn nào biết đây là nhân vật gì không vậy? Bạn nào biết hãy bình luận lại cho mình biết nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn 5 giây để bình luận thử cho coi coi các bạn có biết đây là nhân vật nào không nha. 5 4 3 2 1. Ok, các bạn đã bình luận cho mình biết đây là nhân vật nào chưa? Thì mình tí nữa mình sẽ vào và mình đọc bình luận của anh em nha. Còn bây giờ mình phải ra mình search Google để mình coi coi đây chính là nhân vật nào mới được. Trời ơi, cái này phải kiếm trên Google mới biết nè. Ok, lên lên Google coi coi. 1 hour later. À anh em ơi, thì theo như mà Google nói mình biết á thì thanh niên này có tên là Ichigo. Trời ơi, cái tên cũng khá là hay á nha. Thì nhìn thanh niên này á có bộ tóc nhìn giống Naruto ghê luôn á. Còn cái người thì mặc cái bộ đồ màu đen nhìn rất là giống như là võ sư luôn. Ok, quên nữa mình phải chào anh em cái đã. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với trường học ma quái. Yeah, ok. Thì hôm nay mình đã biết thành Ichigo rồi. Ủa, hình như mình nhớ là hồi nãy mình coi Google á, là Ichigo hình như là nó có một cái cây kiếm bự ơi là bự luôn mà. Đúng rồi, cây kiếm đâu ta? Ủa, cây kiếm đâu nhờ? Ủa, đây đâu phải là cây kiếm đâu, đây là con dao mà. Ủa, kỳ à. Mình nhớ hồi nãy là mình coi Google á, là nó kêu là hàng này nó có một cái cây kiếm màu đen bự ơi là bự luôn, chứ đâu phải là con dao đâu. Tại sao lại có con dao đây? Trời ơi, tưởng là cái cây kiếm nó phải bự lắm, hóa ra chỉ là con dao bé tẹo. Ôi buồn quá. Đúng là phiên bản Mini World không có được đẹp như là ở ngoài anime. Trời ơi, thôi kệ, lấy luôn cũng được. Cái kiếm bé xíu à. Ủa, ủa, hồi nãy nhìn nó bé xíu à, sao bây giờ đập ra nhìn nó bự hơn được chút vậy? Thôi nhưng mà nó bự được có chút xíu rồi, nó cũng đâu có bự lắm đâu. Ở trong anime là nó bự khổng lồ luôn anh em, cái kiếm bự lắm. Còn trong game thì nó nhỏ xíu rồi, thôi kệ, lượm đi cũng được. Ai, chán quá. Tưởng là cái kiếm bự lắm, hóa ra là nhỏ xíu. Thôi, đi ra coi coi, coi kiếm coi. Trời ơi, chắc là cái kiếm nhỏ xíu luôn á trời. Trời ơi. Trời ơi, anh em nhìn kìa. Ôi, cái kiếm nó bự kìa anh em. Ôi, cái kiếm nó bự. Ôi, nó còn chém được ra lửa luôn nè anh em. Wow, ghê nha. Ủa mà cái kiếm này hồi nãy mình thấy nó nhỏ xíu rồi, sao giờ nó bự dữ ta? Ôi, wow, anh em nhìn nè. Cái kiếm này nó bự hơn cái đầu của mình luôn anh em. Nhìn nè. Ôi, nó bự vãi. Oh my god, bự dữ vậy. Ủa, trời. Trời là trời. Ai lại đem cái gì thùng vỏ thùng gì trước nhà mình đây? Ôi trời. Trời. Trời là trời. Cái gì vậy? Trời ơi, mình chưa kịp bất ngờ với cây kiếm nữa, bây giờ mình bất ngờ với mà đóng vỏ thùng ở trước nhà mình. Oh my god. Trời, trời ơi, cái này chắc là ông Mr. Dịch này chứ không ai hết. Chắc là ông Mr. Dịch ổng lại đang chế tạo ra cái gì đó cho nên ổng đặt hàng trên mạng ổng mua nè. Đầy vỏ thùng ở đây, ổng không mang ra cái bãi rác ổng dục trước nhà mình. Trời ơi, đầy rác luôn. Thanh niên Mr. Dịch này thiệt chứ. Ông Dịch đâu rồi? Anh Dịch ơi. Anh đâu rồi? Trời, đầy rác luôn, giờ đi không được luôn nè. Đi ra coi, đi ra. Anh Dịch ơi. Không biết ổng đi đâu rồi ta, tự nhiên mua gì thùng giấy rồi tùm lum. Tôi sẽ lấy cái con dao này ha. Tôi mà gặp ông tôi sẽ lấy con dao, tôi xiên ở không cái kiếm chứ. Tôi sẽ lấy cái kiếm này tôi xiên vào đít của ông. Trời ơi là trời. Nghĩ sao? Mua đồ xong vứt tùm lum tùm la. Trời ơi, thùng giấy quá trời luôn. Bây giờ làm sao dẹp mấy cái thùng này đây ta? Quên thùng gỗ chứ. Mấy cái thùng này bây giờ nó chắn đường của mình hết rồi. Rồi chiều nay đi về không có ai phụ mình dọn riết cái nhà mình nó thành bãi rác luôn quá. Giờ có cách nào không ta? Thôi, ủa, mình mới vừa thấy cảnh tượng nha anh em ơi. Mình bấm lộn cái nút chuột cái tự nhiên cái gì nữa. Ôi, anh em thấy gì không anh em? Ôi, để mình xem lại thử nha. Wow. Wow, anh em ơi, hình như là cái cây kiếm này nó có thể chém bay tất cả mọi thứ được luôn anh em. Trời ơi, ghê.
Thử coi mình sẽ chém cho nó văng ra ngoài bãi 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 rác hết nha. Trước tiên mình phải đem nó ra ngoài trước cái đã. Từ từ, mình phải đem bọn nó ra ngoài mới được. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài hết đi. Đi ra ngoài, ta sẽ mang các ngươi đi. Ok, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Cái thùng này nữa, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ok rồi. Một đống ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ chém cho nó bay ra ngoài bãi rác hết nha. Ôi! Sha! Ui! Ui nó bay kìa. Nó bay đi ra ngoài tuốt ngoài kia luôn rồi, bay mất tiêu luôn rồi. Ok, còn cái thùng này chém luôn. Hơi. Sha! Ok, wow, cái thùng nó bay cao lắm anh em. Rồi nó bay tuốt ra ngoài kia luôn rồi. Vậy là mình không cần phải dục rác nữa. Trời ơi, game là dễ. Được. Rồi ok, mình đã đem hết mấy cái thùng này ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ chém một phát một cho nó bay ra ngoài hết nha. Ôi. Sha! Ok, bay ra ngoài bãi rác hết đi. Bye bye nha mấy cưng. Bye bye. 2 hours later. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ đem cái cây kiếm này vào trong trường khoe với mọi người. Thiệt chứ, ngày nào mình biến thành người khác là mình cũng có đồ để mình đem lên vô trong trường mình khoe hết. Trời ơi, cây kiếm này nó bự ghê luôn trời. Cây kiếm này ha, bây giờ mình đem đi mình giết voi còn được nữa. Chứ đừng có nói gì là mấy cái người mà sao ta côn đồ như là ngựa mặt ngu ở đây. Mình lấy cái này mình xiên vào đít nó luôn. Trời, bài vô. Chỉ với 5.000 đồng các bạn sẽ được tham gia một cuộc thi có tên là Hai Tao. Chỉ với 2 cái tao ngay đây, ai là người nhanh nhất sẽ do bạn quyết định. Và với những quyết định này, bạn sẽ là người chiến thắng. Ở đây có ai muốn tham gia cuộc thi hái táo với ta không? Mà chắc ta nghĩ không ai dám tham gia đâu. Bởi vì ta là người pro nhất ở đây mà. Cái thằng pro nhất cái trường này, kể cả cái thằng mà VIP nhất cái trường này cũng không đánh bại được ta đâu. Ủa là không dám tham gia rồi. Trời ơi, ê tên kia, ngươi là ai hả? Ủa bạn ơi, ở đây đang làm cái gì mà sao mọi người đứng đây đông quá vậy? Ở đây á, hiện tại là đang tổ chức một cuộc thi có tên là hái táo. Ngươi có muốn tham gia không? Có hay không? Một câu thôi. Có sao tốt mà tao biết chắc là ngươi không đánh bại được ta đâu, nhưng mà tao nghĩ là tôi với người đừng có nên tham gia mất công ngươi thua ngươi về ngươi mét mẹ nữa. Cái tên này láo nha, ngươi nói gì chứ? Trời ơi, cái gì chứ, mấy cái trái táo này mày làm khó được ta hả? Ta chỉ cần hái nhẹ cái là hết luôn cái táo, ngươi tin không? Trời thiệt không, ở đây á tao nói cho ngươi nghe á, là từ năm ngoái, tựa là từ 100 năm trước tới bây giờ là vẫn chưa ai có thể thắng được cái trò này đối với ta đâu. Hồi anh em ơi, cái tên này hắn ta nghe có vẻ là phách lối quá anh em ơi. Trời ơi, tổ chức cuộc thi hái táo thôi mà làm như là cái gì ghê gớm lắm vậy, mày đặt phách lối. Được rồi, kỳ này mình sẽ cho tên này lé mắt với cái hành gương của Ichigo này. Ồ, cái hành gương này bây giờ ha, mình chặt luôn cái cây táo này cũng được nữa, chứ đừng có nói là hái mấy cái trái táo. Trời ơi, ok, mình phải thi với hắn mới được. Chào ok, ơi. Được rồi. Tại chứ. Thi. Thôi, lần đầu có đứa mà cả gan dám thách đấu với ta vậy luôn. Ok, chơi thì chơi. Rồi, bây giờ là bên đây là có tôi đúng không? Đếm 1, 2, 3 là đúng chúng ta vậy. Sẽ nhào vô cái táo này, chúng ta hái táo đúng không? Bây giờ luật chơi là ai hái hết được cái táo trên cây này là người đó sẽ là người chiến thắng. Hiểu chưa? Ok, chơi thì chơi. Rồi, đếm đi. Rồi, 3, 2, 2 gửi, 2 chín chín, 5. Ui, hái táo nhanh rồi. Quen. Ngươi phải sử dụng cái gọi là cái mũi khoan này nè để mà ngươi hái táo, hiểu chưa? Ủa, sử dụng mũi khoan à? Ta thấy người gào á nên ta cho ngươi xài cái đó đó. Cái gì? À, xem thường ta hả? Rồi hái đi, thách ngươi đó. Trời ơi. Trời, vậy ta lên trước nha. Trời, ngươi cũng không hái được lại bằng ta đâu. Ôi, đang hái táo rồi anh em. Trời ơi. Trời ơi, sử dụng mấy cái mũi khoan này hả? Dăm ba mấy cái này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái kiếm này. Hồi mới nãy giờ hái nãy giờ mới được có một trái. Ok anh em, bây giờ mình sẽ sử dụng cái kiếm này để hái táo thử nha. Hồi ôi, game là dễ. Đấy, hãy xem đây. Trời ơi, chém nhẹ cái thôi mà táo trên cây nó rụng xuống hết luôn anh em ơi. Trời, mình kiểu này mình thắng chắc rồi. Ê, tên kia ngươi xong chưa? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao mà ngươi hái nhanh vậy? Trời ơi, có gì đâu trời, có mấy cái trái táo thôi, ta chỉ cần dùng cây kiếm của ta chém nhẹ cái thôi là táo nó rụng hết à. Cái kiếm này, ngươi. Trời, tại sao mình lại để mua một cái thằng nhóc như thằng này chứ? Không thể nào, làm như vậy thì mình sẽ mất danh tiếng, mất cả gọi là cái danh hiệu gọi là người hái táo như trước đây. Không được, anh em đâu? Ra xuất chiêu giết nó, xử nó. Cái gì trời, cái thanh niên này chơi thua rồi, không chịu thua đi còn bày đặt kêu người ra đánh tôi nữa. Kỳ vậy? Anh em đâu?
Ra đây, xử nó. Ôi trời, kêu quýnh là quýnh thiệt vậy luôn hả? Các ngươi tránh xa ta ra. Trời, cái gì mà đông vậy? Trời, các ngươi đừng có trách ta, ta đánh các ngươi á nha. Ta có cái kiếm nè, cái kiếm của ta bự lắm nha. Tránh xa ta ra. Trời, mà cái tên này, thôi được rồi. Bây giờ các ngươi muốn quýnh ta gì? Vậy thì ta sẽ không nhường các ngươi đâu. Ta đã thành cảnh báo trước cho các ngươi là ta sẽ đánh các ngươi mà các ngươi không nghe nha. Nhào vô đây. Chết. Ây, trời đông quá. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi là trời. Nhào vô đây. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 tỷ 1.100. Ây da, trời đông quá. Mày nhào vô đây. Mày nhào vô đây. Trời. Hãy xem đây. Rồi, bay hết lên trời luôn. Trời. Ôi ơi, một đám bay hết lên trời luôn kìa anh em. Trời ơi, rơi xuống. Bụp, rồi chết hết. Chỉ còn đây có 3 thằng thôi. 1 2. Trời ơi, giả có cái thì chết. Còn thằng này nữa nè. Nhìn cái gì, Sợ cái gì? Bẹp. Rồi chết queo luôn. Trời ơi, tưởng gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là mấy thằng lính. Ủa rồi còn cái thằng kia đâu? Ủa? Quay, thằng bán táo. Mày đâu rồi? Ủa tính ra cái thằng đó mình mới quýnh đàn em của nó xong rồi nó trốn nó mất tiêu luôn ta. Trời ơi, tưởng là gì, hóa ra chỉ là đàn em của một thằng bán táo cho nên là yếu xìu à. Dùng cái kiếm này chém có mấy cái thôi chết hết. Trời ơi, game là dễ, tưởng gì ghê gớm lắm. Thôi được rồi, ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt, team MTV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kyron TV nè, Mèo Sammy, Sammy Đào và Khang Dừa nữa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đó, và anh em nào thấy cái cây kiếm của Ichigo nè, anh em thấy không? Anh em thấy cái kiếm này mạnh hay không nè? Bạn nào thấy mạnh thể bình luận số 1 cho anh biết nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.